Cô Dư chào tất cả các con. Hôm nay cô Dư lại hướng dẫn các con viết câu ứng dụng của bài Uôn Ươn. Các con hãy chú ý, để viết được bài ứng dụng, các con sẽ đặt bút ở giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2, viết chữ M. Nối sang chữ U một ô ly, chữ A một ô ly, dừng bút ở giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2, dấu thanh huyền đặt trên đầu chữ U được tiếng mùa, cách một con chữ O con viết tiếng thu, đặt bút ở giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2 con viết chữ T qua một ô ly rưỡi, nối sang viết chữ H hai ô ly rưỡi, nối sang viết chữ U một ô ly, dừng bút ở giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2, sau đó con liễu bút sang viết nét ngang của chữ T. Các con đặt bút ở trên đường kẻ đậm phẩy nhẹ, cách một con chữ O các con viết tiếng bầu, đặt bút ở giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2 con viết chữ B cao 2 ô ly rưỡi, nối sang viết chữ Ớ cao 1 ô ly, đưa sang viết chữ U 1 ô ly, đặt dừng bút ở giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2, sau đó các con viết nét phụ, cách một con chữ O các con viết tiếng trời, đặt bút giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2, con viết chữ T một ô ly rưỡi, nối sang viết chữ R hơn một ô ly một chút, nối sang viết chữ Ơ một ô ly, chữ Y một ô ly, dừng bút giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2, con viết các nét phụ tiếp theo. Cách một con chữ O, con viết tiếng Như, đặt bút ở giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2, con viết chữ N một ô ly, nối sang viết chữ H hai ô ly rưỡi, nối sang viết chữ Ư, dừng bút ở giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2, con lia bút viết nét phụ của chữ Ư được tiếng Như. Cách một con chữ O con viết tiếng cao, tất cả các con chữ đều cao một ô ly. Cách một con chữ O con viết tiếng hơn, đặt bút giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2 con viết chữ H hai ô ly rưỡi, nối sang viết chữ Ơ một ô ly, đưa sang viết chữ N một ô ly, dừng bút giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2 con viết nét phụ, con viết dấu chấm. Cách một con chữ O con viết tiếng trên, đặt bút giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2, con viết chữ T một ô ly rưỡi, nối sang viết chữ R, đưa sang viết chữ ghi vần ên đều cao một ô ly, dừng bút giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2, các con viết nét phụ. Cách một con chữ O, con viết tiếng dàn, các con viết chữ G hai ô ly rưỡi, nối sang viết vần an đều cao một ô ly, dừng bút giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2, sau đó con viết các nét phụ. Các con viết chữ thờ, có chữ tờ 1 ô ly rưỡi, chữ hờ 2 ô ly rưỡi, nối sang viết chữ ghi vần yên đều cao 1 ô ly, dừng bút giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2 con viết các nét phụ. Cách một con chữ O con viết tiếng lý, đặt bút giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2 viết chữ L hai ô ly rưỡi, nối sang viết chữ Y một ô ly, dừng bút giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2 con viết dấu chấm chữ Y và dấu thanh sắc trên đầu chữ Y, viết dấu phẩy. Tiếng lũ có chữ L hai ô ly rưỡi, đặt bút giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2 con viết chữ L hai ô ly rưỡi, đưa sang viết chữ U hạ một ô ly, đặt bút, dừng bút ở giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2 và các con viết dấu ngã trên đầu chữ U. Con viết tiếng chuồn có chữ chờ, sau đó chữ cờ cao 1 ô ly, nối sang chữ hờ 2 ô ly rưỡi, nối sang viết vần uôn, tất cả các con chữ đều cao 1 ô ly, dừng bút ở giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2 viết nét phụ ở chữ O, dấu thanh huyền trên đầu chữ O.
tương tự tiếng chuồn tiếp theo cũng viết như vậy. Cách một con chữ O con viết tiếng ngẩn. Có chữ N một ô ly với chữ G hai ô ly rưỡi. Con viết chữ Y phần Ân cao một ô ly. Viết dấu mũ và dấu thanh hỏi. Tiếng Ngơ cũng viết chữ Ngờ tương tự tiếng ngẩn. Mới sang viết chữ Ơ một ô ly. Tiếng Bay con viết chữ Bờ hai ô ly rưỡi, đặt bút giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2. Con viết chữ A một ô ly. Mới sang viết chữ Y dài hai ô ly rưỡi, dừng bút ở giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2. Cách một con chữ O con viết tiếng Lượn. Có chữ L một hai ô ly rưỡi, đặt bút giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2. Con viết chữ L, đưa sang viết vần ươn đều cao một ô ly, dừng bút giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2. Con viết các nét phụ, dấu chấm đặt trên đường kẻ động.